Chào anh em, đây là chiếc Honda City Top 2018 màu trắng, máy 1.5 số tự động 2018, mới chỉ chạy có 13.000 cây thôi. Đây là mẫu mới nhất nha các anh em. Xe đang nổ máy nè. Xe đang nổ máy, có đèn LED chạy ban ngày. Honda City là đối thủ trực tiếp của Toyota Vios, Honda Accent, Kia Rio, Mazda 2. Nhưng mà City thì nhìn rất là trẻ trung nha anh em, đánh vào đối tượng tuổi trung niên. Nhìn phong cách rất là mạnh mẽ, nhìn rất là trẻ. Màu trắng nhìn rất là đẹp nha, nhìn bóng loáng luôn. Xe mới chỉ chạy có 13.000 cây thôi, mới đồ đai. Ok, mở cốp cho mọi người xem. Đây, nắp cốp chưa mở nha, keo chỉ còn nguyên zin hết. Mọi người xem. Keo chỉ nguyên zin hết nè. Capo chưa mở nha. Bóp kiết rồi, rất là sạch sẽ. Đây, bánh xe cua chưa sử dụng luôn nha anh em. Chủ người ta kỹ đến nỗi mà người ta dán cách âm luôn nè. Cách âm của ba em luôn nha, chứ không phải là loại thường đâu. Của ba em là loại xịn, gần như là xịn nhất rồi đó. Đồ nghề còn đủ hết. Đồ nghề chưa sử dụng luôn nha. Đây, anh em thấy cốp không? Cốp rộng lắm nha. Rồi, xe có camera da, cảm biến da. Camera da, cảm biến da. Hỗ trợ đổ xe. Ok, quay vỏ xe cho anh em xem. 13.000 cây mà. Quá cao luôn đúng không? Đương nhiên là chắc chắn là 4 vỏ theo xe rồi. Vỏ Bridgestone. Vỏ Bridgestone. Vỏ này là 185/55R16, mang 16 inch nha anh em. Đây, tiết kiệm xe City rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Chạy trong đô thị 7.59. Chạy ở ngoài đô thị có 4 lít à, 4.86 à. Chạy kết hợp thì 5.8 trên 100 cây. Nếu đúng như vậy thì City tiết kiệm bà cố luôn. Nội thất màu đen, xe màu trắng, nội thất màu đen. City Top là ghế da hết nha anh em. 5 chỗ, 3 cái tự đầu phía sau luôn. 5 chỗ, 3 cái tự đầu. Nè, City Top có thêm cái này nè, tự đẻ tay. Ghế da. Nội thất thì nói chung như xe mới, chả có vấn đề gì cả. City có điều hòa cửa gió thứ hai nha anh em. Vios không có cái này nha. Vios không có cái này thì chắc chắn là City sẽ làm lạnh mát nhanh hơn Vios rất là nhiều. Vios chỉ có điều hòa một vùng thôi. Xoay ghế cho anh em xem. Đấy, thấy chưa, xe đang nổ máy nha anh em. Màn hình DVD 7 inch. Đây có đèn hàng ghế sau nữa chứ. Mấy xe khác đâu có đâu. Nè, trần bọc ni lông. Bọc ni lông hết. Ok, ốc ác rồi, còn nguyên zin hết nha anh em. Mua xe bên mình anh em tin tưởng hoàn toàn 100%. Xe cam kết. Kiểm tra tất cả các hạng mục đạt chuẩn bên mình rồi mới nhập vô nha. Rồi khi mà giao xe cho anh em thì phải kiểm tra lại một lần nữa. Thay nhớt, lọc nhớt, kiểm tra tất cả các hạng mục. Vệ sinh máy gầm nội thất như một chiếc xe mới giao cho mọi người nè. Mọi người thấy cái lẫy, cái tay nắm nó còn mới kiên không, sáng bóng.
Đây, City có chế độ aircon tiết kiệm nhiên liệu nè. Gương gập chính điện. Có hỗ trợ lực phan, hỗ trợ đầu xe, chống trơn trượt luôn nha. Xe này thì bảo dưỡng, lịch bảo dưỡng định kỳ hàng 5.000 cây bảo dưỡng định kỳ một lần nha anh em. Xe mới chỉ chạy có 13.000 cây thôi. Okay, vô xe cho mọi người xem. Đây, đồng hồ 13.000 cây nè anh em. Xe mới chạy 13.000 cây, mới roll die thôi nha. Nên chất lượng thì mọi người khỏi phải bàn rồi, khỏi phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì rồi. Đây, soi vô lăng cho anh em xem. Sụt nguồn cái này điều khiển. Điều khiển âm lượng. City có rule control luôn nha anh em. Rule control. Có lẫy chuyển số trên vô lăng luôn nè. Vios thì không có những cái này nha. Vios không có rule control, không có lẫy chuyển số trên vô lăng. Đây có lẫy chuyển số trên vô lăng. Khi mua xe thì thường là người ta lấy Vios ra để làm cái tiêu chuẩn, làm thước đo. Nên mình so sánh thì Vios nó có gì và không có gì thì anh em thông cảm nhé. Nè, cái vô lăng thì nó nhìn rất là trẻ. Ở chỗ này mình thích cái điểm ở đây. Vuốt một cái đường chữ V. Có cái dạng lưới ở đây. Vô lăng bọc da trợ lực điện. Rồi, City Top. City Top là màn hình cảm ứng nha anh em. Màn hình cảm ứng. City thường là bản điều khiển này chỉ là nút vặn thôi. Còn City Top đây là cảm ứng hết nè. Rất là nhạy. Rất là nhạy. Đấy, tất cả các nút chức năng đều hoạt động bình thường hết. Để start up. Chìa khóa điều khiển từ xa. Rồi City Top tới 6 loa luôn nha anh em. City Top 6 loa, City thường chỉ có 2 loa thôi. À lộn, túi khí. City Top tới 6 túi khí. City thường chỉ có 2 túi khí thôi. City Top tới 8 loa. City thường có 4 loa thôi. Đó là sự khác biệt. Trên lệch giá 40 triệu. Trên lệch 40 triệu. Rồi xe này đang được Erica chào bán với giá 589 triệu. Rẻ hơn giá niêm yết 10 triệu nha anh em. Xe mới bây giờ giá niêm yết là 599. Lăn bánh thì tầm khoảng 670 triệu. 670 triệu. Xe này anh em nếu như muốn 670 triệu là xe mới. Còn xe này thì đang được chào bán với giá 589 triệu. Nếu như lăn bánh thì anh em tầm khoảng sang tên, phí sang tên thì chỉ 2% nha, tầm khoảng 10 triệu nữa thôi nha. Sang tên tầm khoảng 10 triệu nữa thôi. Thì mua xe này anh em tiết kiệm tầm khoảng 60 triệu. 60 triệu hơn. Đây, máy đang nổ nha anh em. Xe mới về mình chưa kịp vệ sinh nên nó hơi bụi, anh em thông cảm nha. Đây, máy móc còn nguyên zin hết. Máy nổ không một tiếng động lạ luôn nha. Ok, động cơ hộp số nguyên zin, cam kết chưa đâu từng đâm đụng ngập nước, khung gầm nguyên bản, cam kết hồ sơ pháp lý rõ ràng, chưa từng đại tu máy hộp số. Đó là 5 tiêu chí vàng, tất cả 100% xe bên mình chiếc nào cũng như vậy nha. Nên mua xe bên Erica thì anh em yên tâm 100%, không phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì về chất lượng hết. Mua xe này anh em tiết kiệm tầm khoảng 60-70 triệu. Đối với một số người thì 60-70 triệu đối với họ thì chả là vấn đề gì nên người ta mua luôn xe mới. Còn đối với một số người thì 60-70 triệu là một cái khoản tích góp rất là lâu. Nên cũng rất là đáng cân nhắc để mua xe này. Mới chỉ chạy có 13.000 cây thì mới roll die thôi. Xe chất lượng thì anh em yên tâm hoàn toàn 100%. Mình cam kết xe như mới. Chất lượng xe như mới, không một lỗi nhỏ. Khi giao xe cho anh em thì chắc chắn bên mình sẽ thay nhớt, lọc nhớt, kiểm tra tất cả các hạng mục, vệ sinh máy gầm nội thất,
khi một giao xe thì chiếc xe trong tình trạng tốt nhất, mới nhất. Đó, bởi vì thế mà những cái bụi như này thì anh em không phải quan tâm đâu, không phải lo lắng. Rồi, anh em quan tâm xe này thì hãy liên hệ cho mình số hotline 0972 608010, hoặc là đến trực tiếp địa chỉ Anyke Lương Đình Của, số 250 Lương Đình Của, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Anyke Trường Chinh, một số 6 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok, anh em hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Ok, chào mọi người.